Trong đêm ngày 4 tháng 12, sau khi đồng loạt kiểm tra các nhà thuốc của công ty dược phẩm Sơn Minh đóng tại thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đã niêm phong, tạm giữ 220 thùng thuốc tây nội ngoại cùng các loại thực phẩm chức năng và nhiều loại dụng cụ y tế. Toàn bộ số thuốc, dụng cụ y tế trị giá bước đầu được xác định khoảng 5 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ của các nhà thuốc không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan đến một số loại thuốc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ một lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ liên quan. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó đơn vị đã phát hiện một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Biên Hòa bán thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Công an đã tiến hành kiểm tra để kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực này. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục tổ chức khám xét, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.